Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần Houston Nhật Ký phân tích thời sự mỗi ngày thì vẫn là cái thông báo của Phong về cuộc gặp gỡ của ứng cử viên Hùng Cao tại Virginia với tất cả các đồng hương tại quận Cam ngày Chủ nhật tuần này, ngày 1 tây tháng 5 tại ballroom của khách sạn Ramada lúc 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Quý vị nào ở quận Cam hoặc các vùng phụ cận mà muốn ủng hộ cho một người Việt trẻ và là một cựu quân nhân của Hoa Kỳ, đồng thời ông cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cho lập trường bảo thủ, quý vị có thể tới gặp gỡ với lại ứng cử viên Hùng Cao ở tại khách sạn Ramada ở trong cái ballroom lúc 2 giờ tới 4 giờ chiều. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng tất cả những anh em MAGA ở tại Nam California sẽ ghé đến với lại Hùng Cao. Đó là cái thông báo của Phong. Và bây giờ thì chúng ta lại như thường lệ bước qua cái phần phân tích thời sự. Quý vị, trong ngày hôm nay thì cựu chỉ huy của NATO đã lên tiếng cảnh báo là khối Tây Phương phải chuẩn bị cho trường hợp được xem là một kịch bản tệ hại là một cuộc chiến với Nga. Bản tin này Phong đã loan cho quý vị rồi. Bây giờ mình nhắc lại bản tin để mình phân tích xem cuối cùng NATO có phải đương đầu với Nga hay không. Một trong những cựu chỉ huy tối cao của đồng minh NATO ở tại Âu Châu là Richard Sheriff đã nói với đài truyền hình BBC và đài Radio BBC trong chương trình Today là khối Tây Phương phải chuẩn bị cho cái trường hợp kịch bản tệ hại là sẽ trong cuộc chiến mà Nga đang xâm lăng Ukraine với là cuộc chiến với lại địa điện Kremlin theo tường trình của Yahoo News. Trường hợp kệ tệ nhất là cuộc chiến với Nga, ông Sheriff đã nói với lại đài Radio. Và điều mà quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho cái trường hợp tệ hại này và gần như là kiềm chế Putin có thể sẽ không có kiềm chế nổi. Ông Sheriff đã đưa ra lời đề nghị với lại Ngoại trưởng Anh là bà Liz Truss rằng NATO cần phải tăng gấp đôi cái sự hỗ trợ cho Ukraine. Điều quan trọng là những cái dấu hiệu cho thấy là nó sẽ gần như sẽ lan rộng cuộc chiến này. Và vị chỉ huy của cựu chỉ huy của NATO cho biết rằng là việc viếng thăm của ông Antonio Guterres tới khu vực Kiev là cái nơi mà đang có cái cuộc chiến thì cũng sẽ không mang lại được nhiều kết quả sau khi mà ông ta nói chuyện với Nga. Và đây sẽ là một trong những cái thách thức của thế kỷ 21. Chiến tranh là một cái điều tệ hại. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải có một những cái chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì với cái tính cách của Putin, ông ta sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục đe dọa tới Âu Châu. Đó là lời phát biểu của cựu chỉ huy của Liên minh NATO trước đây. Quý vị, đây là lời cảnh báo của ông cựu chỉ huy Liên minh NATO. Thì điều này cho thấy rằng là trước đây, kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, thì chúng ta đã phân tích rất là rõ ràng là cuối cùng NATO sẽ phải đối đầu với lại Vladimir Putin trong một cuộc xung đột vũ trang. Và điều này khó tránh khỏi mặc dù NATO đã cố gắng tránh né tối đa, tức là thậm chí là họ tránh tất cả những cái yêu cầu lớn của phía Kiev, bao gồm luôn cả cái việc gửi chiến đấu cơ cho họ hoặc là gửi một cái hệ thống phòng thủ mạnh hơn cho họ. Đây được xem là một trong những cái nhận định của vị chỉ huy trưởng này. Và trong 2 tháng qua thì bên TNP cũng đã đưa ra những cái lời tiên đoán là NATO cũng khó tránh khỏi cuộc chiến này. Bởi vì nếu như tiếp tục lùi hoặc là tiếp tục nhân nhượng hoặc là tránh né thì NATO sẽ đi vào cái vết xe đổ của Crimea năm 2014, ở Georgia năm 2008 và kể cả ở Chechnya năm 2004. Quý vị, như tôi đã phân tích trong tất cả những cái chương trình Houston trước đây, sự lùi của NATO và tránh né của NATO là không có lợi cho Âu Châu và nó mang tới sự nguy hiểm hơn cho Âu Châu. Bên cạnh đó thì Putin vẫn đang tăng cường cái cuộc chiến về tâm lý. Tôi gọi là cuộc chiến về tâm lý nhắm thẳng vào Âu Châu. Thứ nhất là ông ta liên tục đe dọa là có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí mà Nga đang có để mà bảo đảm cho sự chiến thắng của ông ta và cái gọi là cái lập trường của ông ta. Thì điều này có nghĩa là ông ta sẽ sẵn sàng dùng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả đe dọa những loại vũ khí đã bị cấm trên thế giới. Đó là cái phần tôi nói là đây là cuộc chiến tâm lý. Và thứ hai là bất ngờ ông Putin đã cắt
ống dẫn khí đốt đến Ba Lan và Bulgaria vào ngày 1 tháng 5, tức là ngày Chủ nhật tuần này, thì Nga tuyên bố những quốc gia nào trong Liên hiệp Âu Châu mà không trả tiền cho Nga mua khí đốt và dầu khí bằng đồng rúp thì Nga sẽ cắt khóa cái ống dẫn khí đốt. Đây là cái lời đe dọa từ phía Nga, và điều này cho thấy rằng là Putin đang tăng cường cái cuộc chiến tâm lý trước khi mà ông ta mở rộng cuộc chiến về vũ trang. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Putin biết được ông ta đang bị vây chặt bởi cộng đồng quốc tế. Tất cả các lệnh cấm vận và phong tỏa kinh tế để trừng phạt ông ta trong việc xâm lăng Ukraine, thì ông ta sẽ kiếm một cái cửa thoát. Cửa thoát duy nhất của Putin là mở rộng cuộc chiến. Nhưng mà muốn mở rộng cuộc chiến và có thể duy trì được cuộc chiến này, thì ông ta cần phải khiến cho Âu Châu bị bất ổn. Do đó, ông ta tăng cường cái cuộc chiến tâm lý. Tức là bây giờ nếu như mà trường hợp một số quốc gia Âu Châu, kể cả Đức và các quốc gia Tây Âu, mà bất ngờ bị khóa ống dẫn khí đốt, thì chuyện gì xảy ra quý vị? Thứ nhất là cái nguồn kinh tế của Âu Châu có thể sẽ bị đình trệ trong cái giai đoạn đầu, ít nhất trong giai đoạn đầu, tôi không nói là lâu dài, nhưng mà trong giai đoạn đầu. Và thứ hai là cái yếu tố mà gần tới mùa hè, mà bây giờ ống dẫn khí đốt đã bị ngưng lại và dầu khí bị ngưng. Dầu khí thì có thể nhập từ những quốc gia khác được, nhưng mà khí đốt dường như là Âu Châu không có cửa để mà nhập ở những quốc gia khác. Họ một là phải tự mình có khí đốt, hai là phải nhập từ Nga. Như là Đức thì đã lệ thuộc khoảng 40% nguồn khí đốt. Hungary là lệ thuộc tới 85% nguồn khí đốt từ phía Nga. Thì quý vị, như vậy thì nếu như mà Putin bất ngờ khóa ống dẫn khí đốt thì sẽ gây ra một cái yếu tố gọi là hỗn loạn về tâm lý cho người dân Âu Châu. NATO cố gắng duy trì, tránh né sự đối đầu trực tiếp với Nga trong vấn đề quân sự để tránh bùng nổ một cái mà họ gọi là đệ tam thế chiến. Nhưng bây giờ nếu như Putin ngưng cái ống dẫn khí đốt thì cái yếu tố tâm lý nó sẽ dẫn đến hai thứ. Nếu dân Âu Châu vì bảo vệ cho cái quyền tự do họ chấp nhận mất và thiếu hụt khí đốt thì điều này có thể sẽ được xem là ok, tức là tương đối trong cái giai đoạn một vài tháng đầu. Nhưng nếu tình trạng kéo dài mà Âu Châu không kiếm được nguồn khí đốt thay thế thì cái yếu tố gọi là hỗn loạn ở trong cái xã hội của Âu Châu, 27 quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu sẽ bị hỗn loạn. Và lúc đó sẽ có nhiều quốc gia Âu Châu chịu không nổi, bắt buộc phải chấp nhận là phải trả cho Nga bằng đồng rúp để mở lại ống dẫn khí đốt. Thì quý vị, chỉ cần một trong vài quốc gia này mà đồng ý thì có nghĩa là sự chia rẽ của Liên hiệp Âu Châu càng trầm trọng hơn. Và lúc đó quý vị, phía Đức, phía Pháp cũng sẽ khó khăn vô cùng. Do đó quý vị, trước khi mà ông Putin mở rộng cuộc chiến của ông ta đang mở rộng một cuộc chiến về mặt tâm lý. Tức là phía Nga liên tục đã có những hành động trả đũa với phía Âu Châu, bao gồm cấm cửa, cấm vận với một số tất cả những nghị viên của Anh, rồi tuyên bố sẽ trả đũa Hoa Kỳ trong vấn đề tài trợ, vấn đề mặt vũ khí. Bên cạnh đó thì phía Nga cũng đe dọa là sẽ tấn công vào tất cả các cái hệ thống vận chuyển ở Lviv, một cái thành phố nằm ở phía tây của Ukraine, nơi mà được xem là chủ lực vận chuyển và vũ khí từ phía Âu Châu tài trợ cho Ukraine. Thì quý vị, nếu như mà ông ta tấn công chỗ này, cộng thêm mà bây giờ ông ta đã dùng Ba Lan và Bulgaria là một thí dụ điển hình khóa ống dẫn khí đốt, thì quý vị, nếu như mà cái tình hình này kéo dài thêm 1-2 tuần nữa, liệu Âu Châu còn tránh né được nữa hay không? Cuối cùng thì NATO cần phải quyết định. NATO cần phải quyết định là có một cuộc đối đầu trực tiếp về quân sự với Putin để giải quyết vấn đề. Đây là cái cách mà Putin sẽ ép NATO. Vì ông ta biết rõ NATO càng tránh né thì ông ta sẽ càng ép tới. Cho tới khi NATO phải đương đầu với ông ta, lúc đó bài toán được giải quyết. Bởi vì ông ta biết được nếu như mà không có cuộc xung đột vũ trang với NATO, lệnh cấm vận về kinh tế và phong tỏa về kinh tế sẽ lan rộng. Thậm chí là quý vị, ngày hôm qua là cái hệ thống chi trả của Trung Quốc là UnionPay đã phải cắt bỏ và ngưng lại các cuộc đàm phán với lại các ngân hàng của Nga, bởi vì họ sợ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Có nghĩa là các công ty của Trung Quốc cũng bắt đầu e ngại cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và của Tây Phương sẽ mở rộng ra nhắm thẳng vào họ luôn.
DJI thì ngưng cung cấp tất cả các cái sản phẩm của họ cho cả Ukraine lẫn Nga. Rồi bây giờ tới Union Pay của Trung Quốc cũng đã bắt đầu ngưng lại các cuộc đàm phán. Để mà tại vì bây giờ Nga tạm thời sử dụng cái hệ thống ngân hàng của họ buộc các quốc gia trả đồng rút, nhưng một số quốc gia khác vẫn trả tiền cho Nga qua hệ thống Union Pay của Trung Quốc. Bây giờ họ bị ngưng lại. Sắp sửa là Hoa Kỳ bắt đầu có những cái áp lực nhẹ đối với Ấn Độ trong cái mối quan hệ của Ấn Độ và của Nga. Có nghĩa là lệnh cấm vận về năng lượng đối với Nga có thể sẽ được mở rộng ra. Và ngày hôm qua, Đức cũng đã tuyên bố không phản đối việc cấm dầu khí đối với Nga. Dầu khí thôi, chưa phải là khí đốt nha các vị. Thì điều này cho thấy rằng là Tây Phương và Hoa Kỳ đang rục rịch chuẩn bị một cái bước kế tiếp là cấm vận năng lượng. Và trong đó đặc biệt là nhắm vào những quốc gia nhập cản năng lượng của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Do đó quý vị, ở cái thế của Putin thì Putin bắt đầu muốn đi trước một bước, tức là muốn tiên hạ thủ vi cường. Thay vì để cho Âu Châu cấm vận năng lượng của họ với Trung Quốc và với Ấn Độ, thì bây giờ Putin bắt đầu ra tay trước bằng cách là Putin sẽ cúp ống dẫn khí đốt sau ngày 1 tháng 5 nếu quốc gia ở Âu Châu mà Putin xem là có thái độ thù địch với ông ta mà không trả tiền cho công ty Gazprom bằng đồng rúp, thì ông ta sẽ khóa ống dẫn khí đốt. Thì quý vị, rõ ràng là Putin đang chơi một cái trò ép NATO. Ép NATO và Liên hiệp Âu Châu. Lần này NATO và Liên hiệp Âu Châu không thể tránh né được. Do đó tại sao vị cựu chỉ huy trưởng của Liên minh NATO là ông Richard Sharif đã lên tiếng và nói rằng phải chuẩn bị một kịch bản tệ hại là một cuộc đương đầu với Nga về vũ trang. Thì quý vị, cuối cùng giống như chúng ta đã dự đoán là NATO sẽ không tránh né được nữa. Bây giờ mặc dù NATO đã bỏ phiếu trong tuần này ở Brussels là quyết định sẽ cung cấp vũ khí hạng nặng cho phía của Ukraine, trong đó gồm các đại pháo, các xe tăng và các cái hệ thống phòng không. Nhưng quý vị, việc tài trợ này nó sẽ đánh, nó có cái giai đoạn thôi. Tức là nếu như Nga phong tỏa luôn các cái đường vận chuyển vũ khí thì điều này NATO cũng sẽ bị kẹt nếu không can dự vào cuộc chiến. Do đó cái nhận định của tôi rõ ràng là phía NATO cần phải có một quyết định mạnh mẽ hơn. Và giống như vị chỉ huy trưởng này lên tiếng, ông này ông nói rằng cần phải chuẩn bị cho một cái kịch bản tệ hại. Thì quý vị, rõ ràng là NATO đã không còn chọn lựa, tại vì Putin đã đi trước một bước. Thứ nhất, ông ta đã công kích về mặt tâm lý. Và thứ hai, ông ta sẵn sàng khóa ống dẫn khí đốt trước khi mà phía Liên hiệp Âu Châu hay NATO quyết định là cấm vận dầu khí và khí đốt với Nga. Ông ta khóa trước khi chuyện này xảy ra. Tức là Đức phải chuẩn bị một cái tinh thần 40% cái nguồn khí đốt của Đức là đến từ Nga, 25% dầu hỏa đến từ phía Nga. Bây giờ 25% dầu hỏa thì Đức có thể nhận được và nhập cản từ những quốc gia khác. Họ có thể điều đình với lại khối EOPEC, hay họ có thể điều đình với lại một số những quốc gia sản xuất dầu hỏa để mà tăng cường cái nguồn cung cấp thay thế cho vị trí của Nga. Trong giai đoạn đầu, ít nhất trong giai đoạn đầu, trước khi mà họ có một kế hoạch lâu dài. Nhưng mà nguồn khí đốt thì không có một quốc gia nào bây giờ có khả năng thay thế được Nga bây giờ ở tại Âu Châu. Không có một quốc gia nào trên thế giới bây giờ, ngay cả Hoa Kỳ, mà muốn cung cấp nguồn khí đốt cho Âu Châu thì cũng phải mất thời gian vài tháng. Mất thời gian vài tháng chứ không thể nào mà nó bữa trước là bữa sau có thể cung cấp ngay. Bởi vì Nga đã chiếm 40%, con số rất là lớn quý vị. Tức là 40% toàn bộ lãnh thổ của Đức là dùng khí đốt của Nga. Mà bây giờ là bắt đầu là tháng 5 rồi. Mà Putin ra cái này là ép, là bởi vì tháng 6, tháng 7 là tới mùa hè. Mùa mà phía Âu Châu sẽ sử dụng rất nhiều nguồn năng lượng. Thì quý vị, lỡ như mùa hè năm nay mà thời tiết nó gay gắt hơn, nóng bức hơn và sớm hơn, thì coi như Âu Châu sẽ rơi vào cơn khủng hoảng rất lớn. Nếu không có nguồn khí đốt và dầu khí từ phía Nga. Dầu khí thì còn có thể thay thế được, nhưng mà nguồn khí đốt thì không thể thay thế được. Trong khi đó quý vị, Bắc Kinh và Ấn Độ họ cũng biết được trước sau gì thì khối Tây Phương cũng sẽ cấm vận năng lượng với Nga. Do đó trước khi khối Tây Phương đưa ra cái quyết định cấm vận năng lượng toàn diện với Nga
thì những quốc gia này đã bắt đầu tăng cường cái mức nhập cảng năng lượng từ Nga để tăng cường cái kho dự trữ của họ, cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc. Do đó quý vị, giờ đây coi như là cái năng lượng trở thành một thứ vũ khí của ông Putin, ít nhất về mặt tâm lý. Tức là ông ta đã sử dụng cái vũ khí tâm lý này trước khi mà phía Âu Châu ban lệnh cấm đối với lại năng lượng của Nga. Và cuối cùng thì NATO phải đương đầu với cuộc chiến này. Bây giờ lấy trường hợp như mà ông Putin, ông ta phong tỏa, và quý vị thấy ngày hôm qua, lúc mà ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc viếng thăm Kiev, thì phía Ukraine đã báo cáo Nga đã bắn hỏa tiễn vào thành phố Kiev. Và bản báo cáo mới nhất ngày hôm nay là Nga sử dụng hỏa tiễn từ ở cái tiềm thủy đỉnh của chạy bằng dầu diesel của họ ở vùng Hắc Hải, bắn vào luôn lãnh thổ của Ukraine. Có nghĩa là một mặt ông Putin sẽ tăng cường các cuộc tấn công, và một mặt khác ông ta lại cúp khí đốt, tức là ngưng cung cấp khí đốt. Thì quý vị, tình trạng này nếu xảy ra trong tuần này, tức là từ đây trong cái tuần lễ đầu tiên của tháng 5, thì ông ta sẽ đo lường được cái sự hoảng loạn hoặc là cái sự hỗn loạn của Âu Châu nếu như tình trạng khí đốt bị cắt bỏ. Ông ta đã đưa ra hai cái lá bài dò đường là cúp cái nguồn khí đốt của Ba Lan và của Bulgaria. Thì tiếp đến không ai cản ông ta làm việc này với lại các quốc gia Tây Âu. Do đó ông ta muốn đo lường trước, ông ta nhẹ nhàng, ông ta ngưng lại thôi chứ chưa cúp hoàn toàn. Ngưng lại khí đốt cho tới khi nào Ba Lan và Bulgaria trả bằng đồng rút. Rõ ràng quý vị, cái thế Putin đang tìm cách ép NATO, trong khi NATO thì cứ tránh né. Thay vì đối đầu trực tiếp một cuộc chiến với Nga để giải quyết, thì NATO lại chọn thái độ tránh né tiếp tục. Chỉ có tăng thêm cái phần hỗ trợ về vũ khí và quân sự cho Ukraine. Lúc trước thì họ đã cung cấp những vũ khí hạng nhẹ, bây giờ thì đồng ý là cung cấp vũ khí hạng nặng. Nhưng mà giống như tôi nói, Ukraine không phải là cuộc chiến và mục tiêu của Putin. Mục tiêu của Putin là NATO. Và quý vị thấy trong ngày hôm qua, khi mà ông Guterres hôm thứ Hai gặp gỡ với lại ông Vladimir Putin, ông Vladimir Putin vẫn dùng danh nghĩa là bởi vì NATO phát triển mạng lưới quân sự của họ qua phía đông sát biên giới của Nga, buộc Nga phải có hành động. Ông ta vẫn dùng lý do này để nêu lên cái cuộc xâm lăng vô cớ của ông ta vào Ukraine. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Ông ta đang nhắm vào khối NATO chứ không phải là Ukraine. Ukraine chỉ là một cái diện của cái vấn đề này. Và ngày hôm nay quý vị, là bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Antony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, lên tiếng nói rằng ủng hộ cho Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào Liên minh NATO. Hai quốc gia này, Phần Lan là có biên giới trực tiếp với nước Nga, Thụy Điển thì cách một cái bờ biển nhỏ, một cái eo biển. Và nếu lời tuyên bố này đưa ra, Nga lại mở rộng thêm nữa thì như thế nào? Chưa kể là Belarus, bây giờ là họ kiềm chế tối đa. Belarus là đồng minh của Nga. Bây giờ là Lukashenko đã chuẩn bị ra cái luật ai chống lại cuộc chiến tại Ukraine và phá những cái hệ thống hạ tầng cơ sở, ngăn chặn quân lính Nga sử dụng những cái hạ tầng cơ sở này để khai triển quân qua Ukraine đều sẽ có thể bị kết án tử hình. Tức là một số những người Belarus họ chống lại cuộc chiến của Nga xâm lăng Ukraine thì bây giờ đã có tình hình gọi là họ phá những cái đường rây xe lửa để mà ngăn chặn Nga không thể đưa quân qua Ukraine. Thì bây giờ Belarus chuẩn bị ban hành cái luật này để mà gọi là kiềm chế người dân của ông ta. Thì quý vị, rõ ràng là cái cục diện lần này NATO không còn tránh được nữa. Nhưng nếu đối đầu một cách chính thức với lại Nga thì NATO cũng không phải dễ à. Tại vì trên nguyên tắc NATO tới 30 quốc gia, lực lượng quân sự họ rất là mạnh. Nhưng mà đồng minh của Nga cũng không kém. Thứ nhất là Belarus. Belarus tuyên bố là sẵn sàng đứng chung với Nga để đối đầu với NATO. Và thứ hai là cái quốc gia vừa có nhận được một số vũ khí của Trung Quốc là Serbia. Serbia cũng là đồng minh của Nga ở vùng Balkan. Liệu những quốc gia này có dừng lại hay không? Hay họ sẽ tiếp tục phối hợp với Nga? Chúng ta chưa biết. Nhưng nếu NATO đối diện với lại Nga thì coi như họ xem đây là một cái đệ tam thế chiến. Thì quý vị, tình hình này khiến cho NATO phải suy nghĩ.
Và lời cảnh báo của vị chỉ huy trưởng này bắt buộc, và tôi đã nói ngay từ đầu, là nếu như ngay từ đầu mà NATO nhận Ukraine thì sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Tức là nhận Ukraine vào trong liên minh NATO và đương đầu với lại Nga ngay trên chiến trường của Ukraine thì đã không có cục diện ngày hôm nay. Bây giờ NATO rơi vào thế bị động khá nhiều. NATO rơi vào thế bị động khá nhiều. Và quý vị thấy rõ ràng, ngày hôm kia, tuần trước, nước Áo, ông thủ hiến của nước Áo sau khi tới gặp Vladimir Putin, khi ông ta trở về là ông ta tuyên bố phản đối Ukraine gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu. Có nghĩa là ngay trong NATO và ngay trong Liên hiệp Âu Châu vẫn có nhiều nước thỏa hiệp với lại Vladimir Putin. Thì Áo cũng nặng nề, Áo cũng nhập cản năng lượng nặng hơn Úc, nặng hơn Đức. Tức là lệ thuộc năng lượng của Áo vào Nga nhiều hơn cả của Đức nữa. Chính những quốc gia này là những quốc gia áp lực NATO là phải tránh né, không nên xung đột với lại phía của Nga. Nhưng mà thái độ này của họ đã khiến cho Putin có được cái quyền chủ động và ép tới nhiều hơn. Nếu như tuần sau mà mười mấy nước nằm trong Liên hiệp Âu Châu bị cúp nguồn khí đốt thì như thế nào quý vị? Trước khi mà Putin bắt đầu nhấn mạnh, bắt đầu tăng cường cái cuộc chiến xung đột quân sự của ông ta tại Ukraine, ông ta cắt ống dẫn khí đốt để ép các quốc gia trong NATO là không thể cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nếu quốc gia nào muốn tiếp tục nhập cản năng lượng của Nga hay là khí đốt của Nga thì phải chấm dứt việc phản đối Nga hay là phải chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho phía Ukraine. Thì quý vị, cuối cùng NATO sẽ không làm gì được cả nếu tiếp tục lùi. Và càng lùi thì Putin càng lớn tới. Điều này là điều khó tránh khỏi. Và cuối cùng quý vị, họ cũng phải có một cái cuộc đối đầu. Mà cuộc đối đầu này nếu diễn ra sớm 2 tháng trước đây thì tôi nghĩ rằng là số lượng nhân mạng ít bị thiệt hại hơn. Thứ hai là Nga cũng sẽ phải rút chân. Tại vì họ đang đương đầu với 30 quốc gia chứ không phải một quốc gia. 30 quốc gia trong liên minh NATO. Nhưng có điều là vấn đề là Putin tính toán đúng. Ông ta tính toán là NATO sẽ tránh né, tương tự như năm 2014, tương tự như năm 2008. Và tới bây giờ ông ta đã tính toán đúng. Bởi vì tại sao ông ta tuyên bố, mặc dù rằng là các nguồn tin mà đưa tin về chiến trường của Ukraine, khi mà Putin rút quân ra khỏi khu vực ngoại ô của Kiev thì khối Tây Phương và Ukraine tuyên bố chiến thắng. Tuyên bố chiến thắng. Nhưng ngược lại Putin lại nói rằng là ông ta vẫn đi theo dự tính. Có nghĩa là quý vị, Ukraine rõ ràng là một cái diện thôi. Mục tiêu chính ông ta đánh giá đúng là sự nhân nhượng của NATO. NATO tiếp tục có những cái hành động được xem là tránh né quá nhiều. Và lần này họ tránh né được không quý vị? Tôi nghĩ rằng không. Trong tháng 5 này tôi nghĩ rằng họ sẽ có quyết định. Bởi vì thứ nhất là nếu như mà tháng 5 này mà cái sắc lệnh của Putin đã đưa ra buộc tất cả các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu, những quốc gia có thái độ thù địch với Nga, nếu không mở tài khoản tại Gazprom Pren, tức là ngân hàng dầu khí của Nga, và trả bằng đồng rúp, thì Nga sẽ cúp ống dẫn khí đốt. Và quý vị, mấy ngày nay là thời tiết bắt đầu chuyển rồi, tức là thời tiết bắt đầu ấm áp hơn rồi. Và có thể năm nay mùa hè tới sớm, tức là cái mức nóng nó sẽ tới sớm hơn. Thay vì mỗi năm giữa tháng 7 là nó mới là được xem là nóng nhất, thì có thể đầu tháng 7 là khí hậu đã nóng rồi. Tức là tới sớm 2 tuần. Mà khí hậu càng nóng thì lại càng dùng năng lượng nhiều, cung cấp cho cái nguồn hệ thống lạnh của Âu Châu và tất cả những cái nguồn gọi là tiêu thụ về nội địa của Âu Châu. Rồi các công ty phải sử dụng nguồn năng lượng tối đa. Thứ nhất là tăng cường cái sản xuất. Thứ hai là cái hệ thống cung cấp cái môi trường làm việc cho công nhân. Phải bảo đảm là có đầy đủ cái không khí, cái khí lạnh để giữa mùa hè. Thì quý vị, mức tiêu thụ sẽ tăng lên chứ không giảm đi. Quý vị thấy ngày hôm qua Đức vừa tuyên bố giá dầu thô đã lên gần 2 Mỹ kim rồi. Bây giờ nếu như mà Nga cúp ống dẫn khí đốt thì giá năng lượng còn lên cao hơn nữa. Vừa giá cả năng lượng cao,
vừa bị thiếu hụt năng lượng. Lúc đó các quốc gia Âu Châu có bị hỗn loạn không quý vị? Chắc chắn một phần xã hội của họ sẽ bị hỗn loạn. Tức là người dân Âu Châu sẽ chịu không nổi. Họ sẽ yêu cầu chính phủ đưa ra quyết định khác. Và cuối cùng quý vị, để trấn an dân Âu Châu, thì các chính phủ Âu Châu phải nhóm họp lại và phải đưa ra cái quyết định cứng rắn hơn để mà dập tắt cái tình trạng bất ổn xã hội. Và cuối cùng quý vị, NATO cũng phải đối đầu thôi. Vậy thì đối đầu sớm 2 tháng trước đây và đối đầu trễ 3-4 tháng có khác gì nhau? Khác chăng chỉ là cái chiến thuật, tức là nghĩ rằng Nga đã tiêu hao một phần 60 ngày qua trong cuộc chiến tại Ukraine, thì thế lực quân sự của họ yếu hơn. Đó là nhận định của NATO. Nhưng chưa chắc đó là cái ý đồ của Putin. Chỉ là cái nhận định mà thôi. Cuối cùng quý vị, đã là một cái cuộc đối đầu khó tránh thì tại sao không một lần giải quyết? Đây là cái kẹt của NATO. Và giống như tôi nói, NATO đã biến thành một tổ chức chính trị, không còn là một liên minh quân sự giống như là cái thời mà đối đầu với lại khối cộng sản Xô Viết nữa. Mà kể từ khi khối cộng sản sụp đổ, NATO đã chuyển mình trở thành một tổ chức chính trị nhiều hơn. Và chính điều này nó khiến cho các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu và đồng minh của NATO trở nên suy nhược hơn. Chưa kể là quý vị, cuộc gọi là bành trướng của Trung Quốc ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, nó cũng sẽ tác động thêm vào cái quyết định của NATO. Nếu không trấn áp Nga ngay từ bây giờ thì tới phiên Trung Quốc sẽ quậy tưng bừng ở Á Châu nữa quý vị. Do đó, giờ đây NATO chỉ còn một con đường. Quyết định sớm thì họ sẽ tránh được nhiều thiệt hại nhân bản và sẽ tránh được cái hậu quả về kinh tế cũng như về bất ổn xã hội. Quyết định chậm thì họ rơi vào cái cơn hỗn loạn còn khủng khiếp hơn là trước khi có cuộc chiến đó quý vị. Ok quý vị, đó là cái bài nhận định của Phong trong cái Hilton nhật ký chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong Hilton nhật ký phần 2. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi.